Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện, xử lý vụ một nhóm thanh niên nam nữ đang tổ chức sử dụng ma túy trái phép tại nhà trọ. Qua tin báo của quần chúng nhân dân, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp công an phường Tân Lập đã tiến hành kiểm tra căn nhà ở địa chỉ số 18 Ibrahim, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột và phát hiện 8 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó có đối tượng Vũ Tuấn Anh, sinh năm 1999, trú ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Cơ quan công an đã thu giữ 2 gói tinh thể màu trắng chứa ma túy tổng hợp và các dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng trái phép chất ma túy. Căn nhà trên do Tuấn Anh thuê để ở, sau đó đã rủ nhóm bạn đến đây góp tiền mua ma túy tổng hợp để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.